Wow. À. Hui. À, dỗ đi. Hai lần đó, bây giờ mới nào. Không, khó chịu. Ừ. Nhột quá hả con à. Khoái lắm. Mỗi lần ta đi không uống sữa nha. Xong rồi mình ta đi định chấn con đi ngủ ha. Con uống sữa nha. Ok. Yeah. Sản phẩm đến từ quê hương. Rồi chào quý vị, sau một ngày đi làm về thì buổi tối thì Tiến cùng với bà xã thường hay chơi với bé mèo mèo. Hôm nay thì sẽ quay một cái đoạn clip để chia sẻ với tất cả quý vị ha. Đây bé mèo mèo mới được thay đồ đẹp. Mỗi lần mà lên hình á là bé mèo mèo mặt rất là nghiêm trọng. À chứ thông thường là vui lắm, thông thường là giỡn chơi rất là vui, nhưng mà hôm nay có vẻ hơi nghiêm trọng chút xíu. Thì mình nằm xuống đây nha con ha, nằm xuống đây. Đây. Oh yeah. Hi. Hello con. Nằm mới mới vậy mà. Cởi áo cho mát nha, cởi áo cho mát nha. Hello. Cười đi. Uống sữa không? Hả? Sữa. Đây, sữa đây. Sao vậy? Sữa đây. Uống sữa đi xong lấy ti nha. Ok. Rồi, đây, bú sữa anh nè. Đó. Ok, muốn ngồi dậy phải không? Rồi, ngồi dậy. Ngửa đầu lên. Dậy. Chứng đầu, lên. U. Wow, oh my god. Lên chứ gì vậy? Rồi. Đây. Ok. Chứ thường thì cũng rất là vui ha. Đó, ha. Bố tôi thịt liệt luôn. Thường là bú ti xong rồi bú miếng sữa rồi xong rồi đi ngủ. Đó. Trước khi ngủ là chơi chút con hả? Dòm là dòm không có chớp mắt. Dòm là dòm không chớp mắt, dòm liên tục vậy đó. Không biết nhà nào quay. Nhục quá đi phải không? Nhục quá phải không con? Trời ơi, con gái gì đâu mà được hôn mặt phê đó hả? Quên đi luôn hả? Nè, không nói hả? Về.
có cái clip này để mà cho cái clip này nha, cái clip mà con hát á. Bình không hay là bú tay, không có bú tay, chỉ bú bình mà bú ti thôi. Ok đó, coi bú tay mà nhét bú bình mà nhét tay vô kèm nữa, kèm tay nữa hả? Đó, ở đây. Trời ơi, nó dân tầm lum hết rồi. Trời ơi, nó dân tầm lum hết rồi. Trời ơi, nó dân tầm lum hết rồi. Ti nha, ti không? Về diễn chứ sợ lắm. Bình thường á là quý vị biết là mèo rất là chịu giỡn vui lắm, mà thấy máy lên là bắt đầu diễn rồi, mặt mày nghiêm trọng giống như là phát biểu dân chức tổng thống gì đó. Đúng bây giờ ngủ chưa thì thường là trước khi là cho mấy mèo ngủ á, thì làm chơi với mèo chút xíu rồi xong rồi mình làm dấu ha. Làm dấu cái này là của một người bạn thân có tiếng chỉ làm tối để cho em bé ngủ á, là mình làm dấu hết bốn góc, phía đây một góc, đây một góc, xung quanh bé bốn góc, rồi làm phía dưới ha. Là mình nói là thiên thần ơi cho bé mèo ngủ. Rồi nhiều khi á mình đi ra ngoài á, gặp người lạ, gặp mấy cái người mà mình gọi là người ông bà mình nói là nặng vía, quý vị nặng vía là về nhà là em bé khóc dữ lắm. Chứ lại nhiều khi là mình đi về là đi ngang những cái chỗ như có đám ma hay là người mất gì đó, gọi là nặng vía lắm, về nhà là con nít nó khóc dữ lắm. Cái này là Đức Tiến có kinh nghiệm hồi nhỏ trong em á, nên là biết là ba mẹ đi về là em bé khóc là phải mua lấy muối để gạo, muối với gạo đốt vô tờ giấy á, xong rồi bước qua bước lại 3 lần mà thật sự rất là hiệu nghiệm. Thì hồi nhỏ là Tiến nó giữ em bé nên là thấy ba mẹ đi á là đi đám ma về mà quên thay đồ, quên tắm rửa, quên tẩy quế á, là về là em bé nó khóc. Em bé hồi xưa là em gái Tiến, em cùng cha khác mẹ với Tiến á, là khóc cả đêm luôn á, khóc cho đến mấy giờ sáng luôn á, mà khóc tức tử luôn á. Mà hồi đó ba Tiến là coi như là không có tin lắm đó. Nhưng mà thấy cũng dì nó là thôi mình cứ làm đi, người ta chỉ xong làm vậy. Thì ba với dì là có lấy muối gạo đốt, xong bước qua lại thì đúng là vô là em bé nó nín. Là lần trước á Tiến cũng đi cũng giật mình á, cũng đi đâu về không biết, gặp ai đó xong rồi cũng nặng vía, về cái là em bé nó khóc cả một buổi luôn. Thế là mình cũng đoán rồi, thì thường á là con nít á là nó quen hơi cha mẹ, nó quen hơi ba mẹ lắm, nên là có người lạ đến á hay là mình mà đi đâu mà mình ngồi gặp ai á, cái hơi của cái người đó nó nặng quá, hoặc là nặng vía, thưa quý vị, nặng vía quá mà nó bám cho mình á, cái này không phải tin dị đoan mà là cái này là cái mẹo trong cái văn hóa dân gian của người Việt Nam. Là về thôi, bước vô nhà thôi là em bé thấy mình là nó khóc đi, nó rất là khó chịu. Vậy là Tiến cũng phải đốt muối gạo, rồi Tiến cũng với bà xã cũng bước qua bước lại mấy cái là xong này hết, xong mình vui lại luôn đó.
đó, quý vị thấy đó, đây là có mà cũng có những cái dây bằng dâu nè, theo ông bà xưa mình nói này đó. À, đúng rồi, những cái cây dâu nè mình cũng để, nói chung là có kiêng có lành ha. Đó đó con. Ừ. Rồi bóp đó. Rồi, bé cũng đeo mấy cái dây dâu này của mấy cô chú quen tặng đó. Rồi trên đầu Đức Tiến đây cũng có chuỗi thánh giá nè, đó quý vị thấy không? À, đây là có thánh giá nè, có dây chuỗi nè để mà để lên cho giữ cho bé ngủ ngon. Thấy không con? Sao đâu? Chứ đặt đùng đùng u la 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 u la. Ê, hôm rồi mới đi chích ngừa, sao mặt con giờ mà rất là nghiêm túc, rất là serious, rất là nghiêm túc, nhìn mà rất là nghiêm túc đó. Hôm rồi đi chích ngừa về là được 4 tháng hả? 4 tháng. À, đợt này ngoan lắm, đợt này chích ngừa về là không có bị khó chịu giống như lần trước. Mà em bé ở Mỹ này thưa quý vị, là không biết quý anh chị sao chứ em bé ở Mỹ này á, là từ khi sinh ra rồi cứ 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng gì đó là cứ chích ngừa đều đặn, chích ngừa đều đặn hết. Cứ như rồi là 4 tháng chích, rồi 6 tháng, rồi 8 tháng, 9 tháng, 12 tháng, rồi 1, 2 tuổi gì đó. À, xong rồi chích ngừa đều cho đến khi 12 tuổi đi học luôn. Tại vì ở đây mà nếu mà không chích ngừa là không có cái giấy đó, là người ta không có cho vô trường học. Trường học sẽ không có cho, nên là phải đi chích ngừa. Mà mỗi lần chích ngừa là trời ơi, sót. Nói chung hôm rồi á, là định quay clip là cho bé mẹ đi chích ngừa, mà nói chung là mình nhiều việc quá, chứ là thấy em bé khóc quá cô không có muốn quay. Chứ tiếng thấy nhiều người cũng quay mà nó thôi tội nghiệp quá nên không có quay. Sao cô muốn sữa không? Cô muốn sữa không hả? Cái gì đây? Này là cái gì? Đó. Bà đang khám phá rồi đó, cái gì bây giờ cầm được luôn, vậy thấy không? Đó, thấy chưa? Cầm được luôn rồi, dễ sợ không? Thở dài, liếc, quay cái gì hoài vậy? Quay cái gì quay hoài vậy đó hả? Giờ hôn cái đi, hôn cái xong mình bú sữa, bú bình tắm. Bộ đâu có đi đâu đâu, cái này tưởng là đi đâu á, là ngồi vậy. Đó, đập chứ. Đi đâu, không biết nào, không biết nhầm. Không sao. Không biết. Khoái lắm. Mỗi lần ra đi không uống sữa nha. Xong rồi mình ra đi định chở cho con đi ngủ ha. Con uống sữa nha. Ok. Yeah. Đó. Thường đó là có mami ở nhà làm á. Sao bố không hành lấy ra à, thôi lấy ra là mang đi tách xe, còn nó đi làm chỉ được có vài tiếng một ngày thôi. Đợt này là dịch bệnh cũng không có đi đâu được nhiều rồi nên là cũng không có gửi em bé. Lucky là mami được làm ở nhà để chăm ha. Bây giờ thì ra đi sẽ làm dấu cho quý vị biết ha. Cái này đó là Đức Tiến chia sẻ cùng với mọi người, dù là quý anh chị theo bất cứ tôn giáo nào cũng được hết, đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin Lành hay là đạo nào cũng được hết, nhưng mà cái này là một cái mẹo để chia sẻ với mọi người, để mà giúp cho em bé tối nó dễ ngủ, nó cũng một cách để cho mình bản thân ba mẹ cũng an tâm, rồi tiếp đến là bé cũng an tâm ha. Con cũng an tâm con ngủ phải không? Thì thường á mình làm dấu, thì cái làm dấu là một cái nghi thức thôi, chứ nó không phải là một tôn giáo gì cả ha. Thì ta chỉ là làm dấu ha, là im lặng, không có ồn ào, không có nhạc gì hết, để tập trung nha. Rồi bây giờ ta đi làm dấu cho con đi ngủ nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin Thiên Thần bảo vệ cho bé mèo, cho bé mèo ngủ ngon, ngủ ngoan, ngủ một giấc tới sáng, xong rồi sáng mai mình dậy mình chơi tiếp ha. Cảm ơn Thiên Thần. Thank you Thiên Thần. Đó là một cái cách
mà Đức Tiến muốn chia sẻ với quý vị để mà cho em bé nhà mình nó ngủ ngon, nó không có bị quấy và ban đêm mà nó ngoan. Chứ ở đâu thì nói chung là mình có kiêng, có lành, có tin thì có phước đó. Đó là điều mà chia sẻ với quý vị. Thì bây giờ bây giờ thì mình chào tạm biệt mọi người nhé. Mình đi ngủ ha. Không con, ok à, không? Ok rồi đó, mình chia sẻ với quý vị tả nè ha. Quý vị thấy một đống tả nè, đồ chơi nè, đây là phòng của mấy mèo, sữa nè, đó đầy đủ hết rồi, đồ chơi đó, mấy cái này là siêu khoái lắm, mua đó giờ à, nhưng mà không có cho ăn được. Mà con nít ở đây là sinh năm mới có 4 tháng thôi, mà thấy iPad hay là thấy phone đó, mà mở nhạc hay mở phim này là nhìn liền, nên là buổi tối là chỉ cho nghe nhạc thôi, cho nghe thánh ca là đi ngủ thôi. Ok rồi thôi giờ mình bay cô chú đi, bay các bác đi ha, mày bay đi, nhìn nào, mẹ làm dấu đi, mẹ hú hú đó đi, ok mẹ hiểu rồi. Ok mình bye bye mọi người, bye rồi, bye thắc tì ra. Bé Mèo Mèo và Đức Tiến xin được kính chào quý vị. Thưa quý vị, phải nói là năm nay năm 2020, một năm mà như chúng ta cũng biết thì với rất nhiều sự khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, Đức Tiến cũng như rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ khác không có show, không có đi làm gì nhiều hết, gần như mọi người ở nhà nhiều hơn, công việc bị ảnh hưởng, thu nhập bị ảnh hưởng, và rất là nhiều các cơ sở thương mại, nhà hàng, quán ăn, ngành du lịch, bất cứ ngành nghề gì của người Việt Nam tại Mỹ cũng như tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đều ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì Tiến thì cũng như tất cả quý vị thôi, mọi sự khó khăn nó đều đến, và đặc biệt thì ngay trong thời điểm này, trong thời điểm vào khoảng cuối tháng 11 thì cái dịch bệnh này đang bùng phát trở lại ở tại California và nhiều nước khác trên thế giới, đó là thêm một cái sự lo lắng, và sự đóng cửa đã bắt đầu có một sự ban hành trở lại. Thì Tiến không có làm được nhiều tiền như mọi năm trước, nhưng mà Tiến cảm giác mình may mắn năm nay thì có được cục cưng này, đó là bé Mèo Mèo. Mèo Mèo chào mọi người con. Thì quý vị cũng biết là mọi sự khó khăn thì chúng ta cũng đôi khi mình cũng không thể thay đổi được gì hết, thì mình trong một sự mình cố gắng trong những gì mình có thể làm được, và đặc biệt thì Tiến mong là quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe của mình, trong việc đi ra ngoài mình đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội, và cũng như là cẩn thận trong những khi cần phải đi đến những đám đông. Thưa quý vị, để mà nói gọi là kỳ vọng một cái năm mới thì đầu tiên là kỳ vọng là về vaccine chúng ta có thật là sớm, thật tốt, để cho mọi người có cái sự an tâm và đến được với tất cả mọi người, đến với tất cả người Việt Nam của chúng ta. Và hy vọng là khi có vaccine rồi thì cái dịch bệnh này sẽ qua đi, mọi đường bay sẽ được trở lại, và các nhà hàng, các cơ sở thương mại, dịch vụ sẽ được mở trở lại, và cũng như các show chậu phim ảnh sẽ được bấm máy, được quay trở lại, để cho anh chị em nghệ sĩ cũng như là được đến với phim trường, và cũng như bé Mèo Mèo đây được đi học, được đến gặp bạn bè của mình, phải không con? Đó thì cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương ủng hộ cho tất cả những người nghệ sĩ như chúng tôi, và cũng như ủng hộ cho Đức Tiến và cho gia đình của Đức Tiến. Đức Tiến cũng mong rằng quý vị giữ sức khỏe và chúng ta cùng vượt qua những khó khăn này, và cùng mong rằng một năm 2021 tới sẽ là những điều thuận lợi, may mắn cho chúng ta nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và chúc cho quý vị lúc nào cũng nhiều sức khỏe và được nhiều sự may mắn. Xin kính chào quý vị.